3 bước để đưa máu lên não giúp cho các bác ngủ ngon ngay tức thì. Vâng, xin kính chào quý cô bác anh chị. Rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trên kênh Sức Khỏe Đời Sống HNT3. Và thưa với quý cô bác anh chị thì căn bệnh thiếu máu não là căn bệnh mà rất nhiều người mắc phải, ảnh hưởng rất là lớn đến sức khỏe của các bác, và đặc biệt là ảnh hưởng đến những cái người mà bị những cái triệu chứng này ấy, thì sẽ bị ảnh hưởng đến giấc ngủ rất là nhiều. Bởi vậy mà trong video này tôi sẽ chia sẻ đến các bác 3 cái bước rất là ngắn gọn giúp các bác chữa ngay cái triệu chứng thiếu máu lên não này các bác nha, rất đơn giản thôi. Và thưa với lại quý cô bác anh chị thì trong video này tôi xin được chia sẻ đến các bác 2 vấn đề. Thứ nhất đó là tôi sẽ chỉ cho các bác 3 cái điểm ở trên cơ thể các bác, 3 cái động tác giúp cho khí huyết lên não một cách rất là tốt. Và phần thứ hai tôi xin được gửi đến các bác đó là những cái loại đồ ăn mà sẽ giúp cho các bác tăng cường khí huyết, và đặc biệt là giúp cho cái khí huyết lên não của các bác ấy, máu lên não nó sẽ tốt hơn, hay còn gọi là thiếu máu não ấy, hoặc là thiểu năng tuần hoàn máu não ấy. Và ngay bây giờ thì mời các bác chúng ta cùng theo dõi. Vâng, thưa với quý cô bác anh chị thì đầu tiên các bác hãy áp dụng ngay cái phương pháp này nếu như các bác bị thiếu máu lên não. Các bác hãy dùng ngay chính đôi bàn tay của mình. Thì cái cách này ấy, là các bác hãy dùng như thế này. Ta đưa cái ngón tay vào trong và nắm tay trở lại như thế này. Thì đây là một trong những cái động tác mà trong đồng ứng liệu pháp người ta sử dụng cái phương pháp này rất là nhiều. Thì các bác khi sử dụng cái phương pháp này nó sẽ giúp các bác tăng cường cái khí huyết lưu thông ở trên gáy, trên cổ của chúng ta này. Đấy. Thế thì cái cách này ấy, các bác hãy áp dụng như sau. Đưa cái tay nắm lại ngón tay cái, nhớ phải nắm vào bên trong như này. Tay nắm vào như này. Sau đó thì xoay tay như này. Được không nha? Xoay. Đó. Thì cái cách xoay này ấy, là các bác hãy xoay đều đặn. Chúng ta cũng không cố tình phải xoay nhanh, mà ta cứ nên xoay đều đặn. Các bác sẽ quay là khoảng tầm 5 phút đến 7 phút liên tục. Các bác nhớ nha. Thì khi mà các bác xoay từ 5 tới 7 phút liên tục ấy, thì nó sẽ đem lại những công dụng rất là tuyệt vời. Đặc biệt là những bác nào thường hay bị đau cổ vai gáy thì xoay cái động tác này cũng đem lại những công dụng là hết ngay cái triệu chứng đau cổ vai gáy. Đó nhá. Đấy. Thế thì các bác hãy thử ngay, áp dụng ngay, các bác sẽ thấy có cái điều tuyệt vời xảy ra. Đó. Thì các bác lưu ý ở trong cái động tác xoay này ấy, là chúng ta nên xoay là mỗi lần xoay ấy, là ta nên xoay một chiều. Các bác nhớ nha. Nếu như khi bắt đầu ta đã xoay từ ngoài vào trong như này thì ta cứ xoay từ ngoài vào trong. Và nếu như ta đã xác định xoay từ trong ra ngoài như này thì ta cứ xoay từ trong ra ngoài. Và khi xoay thì có nhiều người sẽ có cái biểu hiện là mỏi ở cái khớp cổ tay và cảm giác rất là mỏi ở cái cơ ấy, thì các bác cũng đừng ngại, hãy cứ xoay. Khi các bác xoay mà nó hết cái cơ mỏi này thì cái vai gáy của các bác nó cũng hết luôn những cái triệu chứng bị đau vai gáy, cổ gáy. Đấy, là đây là bước thứ nhất các bác nha. Cái bước thứ hai các bác hãy áp dụng là ta dùng hai cái ngón tay cái này. Tôi xin được ngồi quay trở lại để các bác có thể nhìn rõ hơn. Đây, các bác hãy lưu ý nhé. Thì ở phần từ cái cuối cái hộp sọ của chúng ta là có cái điểm huyệt. Đây là huyệt phong trì. Thế thì khi các bác dùng hai ngón tay cái, ta bấm vào cái huyệt phong trì và bấm vào dây và đẩy xuống như này này. Các bác này, bấm vào dây đẩy xuống như này. Thì những cái người nào bị thiếu máu não này, cũng như là cái vấn đề bị đau cứng cổ vai gáy này, các bác bấm vào đẩy như vậy cũng sẽ giúp cho các bác hết cái triệu chứng đó. Đấy. Thì các bác hãy bấm và đẩy như này từ 3 tới 5 phút các bác nhé. Từ 3 tới 5 phút các bác bấm đẩy một lúc thì sẽ thấy cái cổ của mình ấy, nó sẽ có cái biểu hiện là nó đỏ lên. Thì các bác cũng không có ngại. Thứ hai là các bác dùng 4 cái đầu ngón tay của mình còn lại chà đi chà lại vào cái điểm giữa cái gần giữa của cái gáy này các bác nhé. Đây là một trong điểm huyệt cũng rất là quan trọng. Điểm huyệt này cũng rất là quan trọng. Thì các bác hãy dùng cái tay này thật chà như này. Chà như này. Đấy. Khi các bác chà như vậy, cũng chà từ 3 tới 5 phút, các bác chà như vậy sẽ giúp cho là cái cổ gáy của các bác ấy, nó sẽ được lưu thông khí huyết. Và khi khí huyết lưu thông thì sẽ hết cái triệu chứng bị hoa mắt, chóng mặt, cũng như là những cái triệu chứng bị mất ngủ. Những người bị thường xuyên bị mất ngủ do cái việc là thiếu máu lên não thì các bác sẽ làm cái động tác này sẽ đem lại cái hiệu quả rất là cao. Và thưa với các bác thì sang phần thứ hai này, tôi xin được gửi đến các bác những cái món ăn giúp cho những cái người bị thiểu năng tuần hoàn máu não, thiếu máu lên não rất là tốt. Thứ nhất đó là
canh lá đinh lăng các bác nha. Cái cây đinh lăng là một trong những loại cây mà rất là sẵn cũng như là được cho rằng là nhân sâm của người nghèo. Đây là cái loại cây đem lại những công dụng rất là tốt, và rất nhiều người không biết rằng cái lá của cái cây đinh lăng này nấu canh sẽ giúp cho các bác tăng cường khí huyết lưu thông lên não, rất là tuyệt vời các bác nhé. Cách nấu, các bác thể sử dụng lá non của cây đinh lăng đem về ta rửa sạch thái nhỏ, sau đó thì nấu với lại thịt nạc, hoặc là các bác có thể là nấu với lại trứng thì đều rất là tốt đối với những người khi sử dụng cái món này, là sử dụng cái canh lá đinh lăng các bác nhé. Thứ hai đó là cái món đó là sử dụng món ốc heo hầm hoặc là ốc heo nấu với lại mộc nhĩ cũng rất là tốt đối với những cái người mà bị thiểu năng tuần hoàn máu não. Nhưng các bác hãy lưu ý là nếu như với cái mộc nhĩ, ta sử dụng được mộc nhĩ tươi là tốt nhất. Còn nếu như các bác sử dụng mộc nhĩ khô thì hãy lưu ý là không ngâm mộc nhĩ quá 20 phút các bác nha. Chúng ta chỉ nên ngâm mộc nhĩ, ngâm để rửa đấy. Mộc nhĩ khô thì thường nó rất là khô, và thường bà con ta thì hay ngâm nó rất là lâu để cho nước nó ngấm vào đi rồi nó nở ra. Thế nhưng theo như nghiên cứu người ta cho thấy rằng nếu chúng ta ngâm cái mộc nhĩ quá lâu, nó sẽ đem lại những cái công dụng không tốt và nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Bởi vậy mà chúng ta chỉ ngâm từ khoảng 5 tới 10 phút, sau đó thì rửa sạch và ta dùng, ta thái và ta dùng, ta nấu với lại những cái món như là ốc heo, sẽ giúp cho những cái người mà bị thiểu năng tuần hoàn máu não, thiếu máu lên não, sử dụng món này cũng tăng cường được các bác nha. Và thứ ba đó là sử dụng canh đậu tương các bác nha. Với những người bị thiếu máu lên não có thể sử dụng canh đậu tương, cũng đem lại những công dụng rất tốt. Và thưa với các bác thì trên đây là những điều tôi muốn chia sẻ đến các bác, giúp cho những bác nào bị thiếu máu lên não, tuần hoàn máu não kém thì có thể áp dụng để đem lại những công dụng tốt đến cho bản thân mình. Và nếu các bác cảm thấy video hữu ích thì đừng quên hãy chia sẻ nó cho nhiều người được biết, và nhớ là hãy dí vào nút đăng ký và nút chuông, vì tôi sẽ còn quay trở lại với các bác với rất là nhiều những video bổ ích khác nữa. Và bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ.